Vâng, xin chào các bác đến với Kinh Doanh Xe Đạp. Và hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu bác một mẫu gian dòng Mountain Bike địa hình, dòng thương hiệu gian cao cấp, model gian XTC, model 800. Thì trước đây hôm trước em một vài bữa em có về một chiếc dòng gian XTC 800, cái model 2019. Thì nay em về một chiếc model đời mới nhất hiện tại, model năm 2020. Và hai mẫu xe dòng XTC là mẫu dòng cao cấp của dòng địa hình Mountain Bike 800. Và bây giờ xin mời các bác gửi chiếc xe. Vâng, chương trình của các bác đây là cái mẫu gian XTC model 800. Điều trước em có về một chiếc, thì so với chiếc này thì hai chiếc model của xe cùng là model XTC 800 nhưng khác nhau ở ra đời năm 2019 và 2020. Năm 2020 của model XTC 800 được nâng cấp thêm với cụm giảm tốc hơi khác với giảm tốc dầu của cũ của năm model 2019. Đây là model đời mới nhất XTC 800 model năm 2020, cũng là một trong những cái dòng xe mountain bike địa hình đánh giá rất là cao và rất là bán chạy trên cửa hàng bên em, được rất nhiều bác quan tâm. Khung nhôm alu XL, thì như biết thì những dòng gian thương hiệu cao cấp thì là dòng nhôm SL của alu X kinh doanh những dòng xe đạp và gian cao cấp. Đây là cái tông màu đẹp nhất của cái dòng XTC 800, màu xanh đen, những lớp sơn cho mình giá là trên 95%, còn rất là mới. Đó, nhìn rõ cái độ nước sáng và bóng của sơn xe. Xe được người chủ cũ đi rất là dễ nhìn, nhưng mà xe rất là mới các nhé. Alu XL 27,5. Xe chạy với bộ dây âm sườn cao cấp. Với cái màu xanh đen. Cổ quốc đi đông chính hãng của gian. Gian nhất lờ chứ, của quốc đi đông nguyên bản cho xe, cũng còn rất là mới. Thì rất nhiều bác hỏi em là những dòng gian XTC 800 sao có những dòng giảm tốc hơi, giảm tốc dầu khác nhau. Thì giảm tốc hơi là năm model 2020, còn giảm tốc dầu là 2019, cũng đều là mẫu XTC 800. Nhưng mà năm 2020 sẽ được cải tiến hơn so với cái bộ giảm tốc hơi. Và khung được thiết kế theo cái khung dẹp đằng dưới gầm xe, được co tròn là thiết kế nhỏ hơn. Đây là hai cái model khác biệt nhau giữa năm 2019 và năm 2020, nhưng mà chất liệu dòng nhôm SL thì như nhau. Tay lắm cao su gian chính hãng bản cho xe trang bị với cấu hình tay ống xả chính hãng của Shimano DR. Thì như biết thì Shimano DR thì trong những dòng xe touring và địa hình gần như là dùng cuối rồi, trên Nacera, Coupe, Alivio và Antut. Và trước sử dụng cái cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Xe về nguyên bản nó có cái máy đo đồng hồ cái tốc độ. Đấy, xe nó vẫn còn hoạt động, máy tốc độ vẫn hoạt động nguyên bản, về em vẫn còn giữ nguyên các bác. Giảm sóc qua quá trình sóc chân tay rất là tiện lợi cho các bác đi mọi địa hình. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano DOD. Cái này là người chơi, người chủ cũ người ta lắp vào em vẫn được giữ nguyên trên xe nhé. Cái model của xe là model XTC 800 năm 2020 đời mới nhất là hiện tại. Trang bị với giảm tốc hơi. So với mẫu trước cũ là giảm tốc dầu của năm 19. Máy điều chính hãng của gian. Vành nguyên bản theo xe, vành của gian 27,5. Kích thước lốp và vành đều kích thước lốp 27,5. Đây là cái mẫu gian XTC được rất nhiều các bác có đánh giá rất là cao và quan tâm về cái model XTC 800. Cụm mới của xe mấy tháng nay em về cái chiếc mới gần như là tuyệt đối.
trên 95% xem. Đồ đĩa rụng rỗng, 3 tầng đĩa, chính hãng của Shimano Deore. Phủ đề đâu? Phủ đề sau là phủ đề sau là phủ đề Shimano Deore. Bây giờ chúng tôi sẽ có đứng của khung xe. Còn cho con đứng của khung xe là size 48. Chiều ngang khung là size 54. Chỉ thể hiện rõ trên khung xe là size M. Thế là các bác là từ 1m63 đến trên 1m7. Tọc yên chính hãng của Giang, với bản trong xe. Tọc yên của Giang. Yên Giang cũng còn rất là mới, còn như tuyệt đối. Chính hãng của Giang, với bản trong xe. Xe trang bị với 10 tầng lip. Lip xích còn rất là mới nhé, đang lip xích đây. Gương mặt theo xe, xe còn như là mới nguyên. Người chủ cũ thì rất là giữ gìn, nhưng mà xe còn như tuyệt đối. Mayer sau chính hãng của Mayer của Gian. Vành chính hãng của Gian. Trước vành và lốp là 27,5. Bề mặt lốp này, mặt lốp trước và lốp sau còn rất là mới. Gai lốp cũng còn nguyên trên lốp xe đây. Rất ít sử dụng đi. Và bây giờ xin mời tiếp hoạt động của xe. Xe trang bị với khung và nút chính hãng của Shimano Deore, 10 tầng lip. Lip xích còn rất là mới. Đúng lip. Rất là hiếm khi về được về một chiếc dòng hoàn răng TC800 mà còn gần như mới tuyệt đối như vậy đó nhá. Bên phải em là đồ đĩa rụng rỗng, 3 tầng đĩa, xuống đĩa. Rất là bon. Model của xe là XTC 800 2020. Năm đời mới được sử dụng với giảm tốc hơn. Mọi người thấy đã tổng thể xong chiếc xe Mazda 3 địa hình Gian XTC 800 model năm 2020 được trang bị với giảm tốc hơi full group cấu hình Shimano Deore. Xe còn rất là mới, anh đánh giá tổng thể xe 95%. Và xe giá tốt cho anh em là 11 triệu bao ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Có là quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, đến đăng ký theo dõi kênh và hẹn các bác trên ngày mai.